đất nông nghiệp như thế nào mới chuyển đổi lên đất ở được? Xin thông tin cụ thể với ạ. Dạ, trong cái trường hợp của bạn à, và tất cả mọi người thì ở nói chung là ở các tỉnh thành trên đất nước lãnh thổ Việt Nam chúng ta, anh em, anh chị em cũng như người dân thì chúng ta ai cũng mong muốn là chúng ta có mảnh đất ở, mảnh đất ở. Nhiều gia đình đã sử dụng đất lâu năm nhưng mà chưa có thổ cư đó ạ. Thì à, chúng ta có thể à, lên địa chính huyện nhé để chính huyện họ văn phòng đăng ký đất đai cầm cuốn sổ hồng nhà chúng ta lên và chúng ta hỏi là giờ tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tôi muốn lên thổ cư đăng ký thổ cư cho mảnh đất này à, anh chị kiểm tra giúp em xem được không về trường hợp kiểm tra giúp á, thì sẽ không mất phí nha không mất phí thì mình cứ đưa vào văn phòng một cửa thì nhân viên người ta sẽ kiểm tra mình sẽ chờ trong vòng 5 phút người ta sẽ kiểm tra trên hệ thống là đất của anh chị có được quy hoạch thổ cư hay không đó để đáp ứng được đất chúng ta được quy hoạch thổ cư hay không thứ nhất là đáp ứng về quy hoạch địa phương quy hoạch địa phương thứ hai là đáp ứng về quy hoạch của từng năm quy hoạch của từng năm và thứ ba là quy hoạch về quỹ đất thổ cư ấy, là nó có rót về tới cái vị chất đất của mình hay chưa trong năm nay và nếu mà năm nay chưa có thì chúng ta phải đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho năm sau là đăng ký thì chúng ta đăng ký tại xã và xã nộp lên huyện rồi để đáp ứng được à, các nhu cầu à, các yếu tố để có thể đất chúng ta được lên thổ cư gồm thứ nhất là đất ta phải bám đường Đất chúng ta phải bám được. Và đường chúng ta được quy hoạch ít nhất là đường 12 m quý vị nhé, đường 12 m. Kể cả đường trong dân cũng được, đường nông thôn cũng được nhưng mà đường chúng ta có lộ giới là 12 m được quy hoạch trên bản đồ địa chính của huyện. Thứ hai là đất trồng cây lâu năm có thời hạn sử dụng trên 20 năm. Đó. Và thứ ba là đất chúng ta có thể đáp ứng được tất cả các yếu tố như là điện, đường À, và các dịch vụ như là cống thoát nước hệ thống cống thoát nước này để tạo cảnh quan đô thị được thì đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì chúng ta có thể đăng ký xin chuyển đổi mục sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất ở anh nhé cảm ơn anh đã theo dõi kênh và nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh mỗi ngày càng phát triển và lan tỏa à, tới mọi người để được uh, tư vấn cho mọi người những vấn đề liên quan về bất động sản cảm ơn anh đã theo dõi kênh